Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình, mục theo sổ thư bạn xem truyền hình, chúng tôi có phóng sự xác minh đơn thư công dân xã Hùng An, huyện Kim Động. Và cuối chương trình là mục thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư công dân phản ánh về việc bà trưởng thôn Phương Tòng, xã Hùng An, huyện Kim Động đã tự ý bán đất nghĩa trang cho người dân. Theo số thư bạn xem truyền hình, phóng viên đã về xác minh thực tế tại địa phương và có phản ánh sau. Tại thực địa, nơi công dân phản ánh hiện là khu vực nghĩa trang vô danh thuộc địa phận thôn Phương Tòng, xã Hùng An, huyện Kim Động. Cùng làm việc với phóng viên có ông Bùi Đức An, công chức địa chính xã Hùng An và bà Phạm Thị Nguyệt, trưởng thôn Phương Tòng. Qua trao đổi với phóng viên, bà Nguyệt cho biết gia đình bà Quyên, người thôn Phương Tòng hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, có công đức cho thôn 80 triệu đồng để xây tường bao, vượt đất khu vực nghĩa trang vô danh và gia đình bà Quyên có xin xây quay một phần diện tích đất để cuối năm bốc mộ cho bố. Sau khi gia đình bà Quyên xây quay tường bao diện tích khoảng 58m² thành một khu riêng, nhân dân có ý kiến đến các cấp có thẩm quyền. Bà Nguyệt, trưởng thôn Phương Tòng cho biết ngày 13 tháng 9 năm 2013, gia đình bà Quyên và cơ sở thôn đã tiến hành tự tháo dỡ công trình tường bao, trả lại đất nghĩa trang như hình ảnh phóng viên ghi hình ngày 11 tháng 10 năm 2013. Và đến ngày 13 tháng 10, khu vực xây quay vượt lấp cũng đã được cơ sở thôn san bằng phẳng mặt nền. Nghĩa trang vô danh của các nơi chuyển về rất là sâu trũng và rất là ô nhiễm, bẩn thỉu. Cháu Quyên ở trong miền Nam về thì cháu cũng xin bác mới cả địa phương là để cho vợ chồng cháu sẽ đổ đất và xây tường chung quanh để bao vào cho các cụ cho đỡ khổ. Bản thân tôi cũng họp báo cáo với chi bộ, rồi báo cáo với quân dân chính mở rộng, rồi các ban ngành đoàn thể, địa phương và cấp ủy chúng tôi cũng đã thống nhất được thì cho cháu ủng hộ các cái số đất đó. Thì sau khi cháu được làm cái đổ đất vào và xây tường thì cháu cũng gia đình cũng có một ý là nguyện vọng là cuối năm là tắm mát cho bố cháu, thì cháu cũng xin một phần đất nhỏ nhỏ để cháu đưa bố cháu vào đấy. Gia đình cũng lại làm nó quá rộng một tí, thế cho nên là nhân dân là cũng không đồng tình. Cho biết về nguồn gốc khu vực đất công dân phản ánh, ông Bùi Đức An, công chức địa chính xã Hùng An cho biết. Về vị trí mà công dân có đơn phản ánh với đài truyền hình thì là khu vực nghĩa trang của thôn Phương Tòng. Theo hồ sơ quản lý các thời kỳ và đến nay là vẫn là khu vực nghĩa trang. Và nghĩa trang thì theo tập quán và theo bản hồ sơ là nghĩa trang vô danh. Sau khi nhận được ý kiến công dân phản ánh về việc bà trưởng thôn Phương Tòng bán 58m² đất cho bà Quyên là không đúng quy định của pháp luật, ngày 27 tháng 9 năm 2013, Ủy ban Nhân dân xã Hùng An đã ban hành báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động về kết quả giải quyết ý kiến của công dân. Ủy ban Nhân dân xã Hùng An cũng đã làm việc với bà Phạm Thị Nguyệt, trưởng thôn và yêu cầu rút kinh nghiệm, không được để bất cứ sự việc nào tương tự phát sinh. Yêu cầu cơ sở thôn Phương Tòng, bà Nguyệt trưởng thôn quản lý chặt chẽ các khu vực nghĩa trang trong thôn. Nếu phát hiện vi phạm, báo cáo Ủy ban Nhân dân xã kịp thời giải quyết, tránh ý kiến đề nghị trong nhân dân. Khi nhận được cái ý kiến phản ánh của công dân thì ủy ban chúng tôi đã tiến hành đề nghị là công chức chuyên môn của các thôn là tiến hành xuống để kiểm tra và giải tỏa trực tiếp các cái công trình là vi phạm, và hiện nay thì cơ bản chúng tôi đã giải tỏa xong. Thưa quý vị, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân Nguyễn Trọng Thảo và vợ là bà Lưu Thúy Mì, thường trú tại thôn Thổ Cốc, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Nội dung đơn thư công dân có hỏi về một số chính sách pháp luật về đất đai áp dụng vào khu vực đất gia đình đang sinh sống. Thể theo nguyện vọng chính đáng của công dân, nhóm phóng viên chuyên mục hộp thư đã có buổi làm việc với công dân có đơn và đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập. Tại buổi làm việc ngày 4 tháng 10 năm 2013, đại diện chính quyền địa phương, ông Trương Đăng Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập và ông Nguyễn Văn Quân,
công chức địa chính xã Tân Lập cùng phóng viên đã giải thích những quy định của pháp luật về đất đai cũng như quá trình thực hiện luật đất đai qua các thời kỳ tại địa phương. Sau buổi làm việc với phóng viên, công dân đã hiểu rõ sự việc và ngày 6 tháng 10 năm 2023, công dân đến Ủy ban nhân dân xã Tân Lập viết đơn xin rút ý kiến đề nghị đã gửi đến ban biên tập hộp thư bạn xem truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Với chức năng là cầu nối thông tin giữa cơ quan chức năng và công dân, sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ xem xét nội dung và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Thưa quý vị và các bạn, để thuận tiện cho việc tiếp nhận đơn thư cũng như ý kiến của công dân gửi đến Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, ban biên tập hộp thư đã thiết lập một số điện thoại riêng do phóng viên Phạm Lan trực tiếp quản lý. Quý vị và các bạn cần thông tin phản ánh gọi điện đến số máy 0989 209 326. Và cũng lưu ý với công dân khi gửi đơn đến ban biên tập hộp thư cũng ghi rõ số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có phiếu chuyển đơn thư của những công dân có tên sau gửi đến các cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền. Đơn thư của công dân Chu Văn Khương, thường trú xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Vũ Hằng Hải, thường trú phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, chuyển đến Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đơn thư của công dân Nguyễn Thị Yến, thường trú xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Đơn thư của công dân Vũ Xuân Thắm, Đỗ Văn Bình, thường trú tại xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ. Đơn thư của công dân Nguyễn Văn Vườn, Nguyễn Huy Tiếu, thường trú xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ. Đơn thư của công dân Nguyễn Văn Sớ, thường trú xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi. Đơn thư của công dân Nguyễn Trọng Thiện, thường trú xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu. Đơn thư của công dân Nguyễn Quyết Chiến, địa chỉ xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ. Đơn thư của công dân Hoàng Thị Hương, địa chỉ xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, chuyển đến Công an huyện Yên Mỹ. Đơn thư của công dân Đặng Bao Công, địa chỉ phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, chuyển đến Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào. Đơn thư của công dân Vũ Hồng Quang, thường trú phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên. Đơn thư của công dân Vũ Như Anh, hiện đang sinh sống tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn thư của công dân Vũ Đình Hường, địa chỉ xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Tạ Thị Thu Hằng, thường trú xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, chuyển đến Công an huyện Kim Động. Đơn thư của công dân Phạm Thị Tỉnh, địa chỉ xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, chuyển đến Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào. Đơn thư của công dân Vũ Văn Phú, thường trú xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ. Đơn thư của công dân Lê Xuân Dương, thường trú xã Phổ Ủng, huyện Ân Thi, chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi. Đơn thư của công dân Trần Văn Thục và một số công dân khác có hộ khẩu thường trú xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Đơn thư của công dân Đào Ngọc Thanh và một số công dân khác cùng địa chỉ thôn An Triểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị, ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau gửi đến. Đơn thư công dân Nguyễn Văn Đạt, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân đường Vũ Trọng Phụng, khu phố Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Chu Văn Hợp, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi. Đơn thư công dân Trần Thị Tuyết, khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Trịnh Thị Nhương, đội 6, Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Vũ Mạnh Giáp, thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Nguyễn Hữu Chính, thôn Ngọc Châu, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục hộp thư tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.